Tướng sĩ đi. Không biết là cờ tướng mà không đi. Ẩn sĩ hay ẩn tượng? Yeah.
cây tôi ở trong bẹp. Vừa chăm tóc là phải sợ. Đấy, đó là cái chăm tóc nó mạnh á, biết không? Có ít đá mà có cây dừa ở vậy chứ không bao giờ ngảy, chỉ cần chăm tóc. Mặc lắm, ngáo ra đó. Lâu lâu đi, đi.
Giang hồ ẩn sĩ nay mới xuất hiện á. Bạn quá xé. Tức tế bằng dừa.
về mặt kinh tế, về mặt tự do thì họ kia họ phát triển. Đương nhiên họ có số tiền nhiều đến tất nhiên là cái gì khác nó còn qua cái đồng tiền nào cũng có. Yeah.
đâu mà đèo dễ gãy lắm. Ai cho hứa mai anh nói là chiều nay anh ghé công ty đó đó, nó xạo lắm. Anh nói là rồi anh nói chiều nay anh ghé công ty đó đó. Ừ, sao em không có hẹn anh nói, nó nhắn lại anh nói này nó nói từ nãy chiều mai mà tôi đó không muốn làm gì đó làm rồi anh nói không biết tôi ghé công ty là tiền á, anh nói vậy rồi không cho nó hẹn nữa. Mà thấy nó cũng ừ. Biết rồi em nó nói không hay cùng gì đâu ơi, nó nói không hay cùng vậy đó, không được nghe nó nói gì đó trời đó. Bây giờ làm anh nói là giờ nó không thèm trả lời nữa đúng không anh nha em nha. Pháo xuống đây hay cái đồng pháo xe pháo xong quăng phải dưới xuống vô tay quăng rồi.
Anh quán là nó trầm mấy cát mà nói gì là trầm cát. Tôi ở đây tôi dở nhất mà vô được mấy cát xuống là mấy lớn. Mày là mẹ bên mấy xúc mà. Mình ép xuống là mấy xúc mấy lần xuống. Quá. Quá. Cái con này có lời chứ Thái không cho có lời mày. Bỏ xe trước rồi.
bao giờ đóng tiền mới chuyển được. Nhỏ này nó không biết, không phải chuyển khoản đâu, có vô đóng tiền. Vô phần đóng tiền điện lực á. Đóng tiền điện lực á. Cái đó là mã khách hàng. À, cái này mã của điện lực. Giờ về nè, anh chuyển qua em rồi, em chuyển đâu chuyển. Rồi đúng rồi. Anh chuyển qua em là cũng hai. Không biết chuyển. Không biết quay lại mấy tiền vũ mới lại cho. Anh hiểu không? Anh chuyển tiền qua tài khoản của em. Không, cái máy em không chuyển tiền được, máy em không đăng ký. Anh chuyển rồi, lát nữa xong mất tiền nữa rồi. Đưa Niên để làm cho. Đọc mã đi Niên làm cho. Rồi lấy tiền thư lại. Giúp lại. Để đi. Thì bây giờ cứ đưa cho Niên nó làm đi. Rồi chị tiền bạc thì Niên thư thì tính nhau. Thì nó tính với nhau. À, hai đứa tính nhau. À, kể nó đi. Còn bắt đầu đắp quen là cũng quen. Điện thoại 500 tiền
mình đi vô biển. Chịu, chứ sao? Chưa có điện thoại người ta đi vậy hết. Có, điện thoại này á. Sao điện thoại nhiều dữ vậy? Nhìn mặt em hả? Nhìn mặt em nó từ ngõ khác rồi. Ồ, nó nhìn mặt em, nó có nhìn mặt em đâu. Em nhìn mặt có, nó nhìn mặt em đâu. Lại nha, còn điện thoại thì ra bán hàng. Em luôn làm chủ nhiệm. Tài khoản cho lại quan trọng. Tôi làm lập tài khoản khác. Giấy tờ người thân với anh chồng điện thoại không gì đâu. Trời ơi, giờ bạn ta lưu trên mail trên đau trên mail về cái xong. Biết đâu công nghệ thông tin có biết cái gì đâu. Nội cái internet banking luôn còn không biết đi về. Không biết, mẹ không biết đi ra đâu không ký gì. Đâu có đăng ký. Cái này điện cho ông, phải nước hả? Phải điện. Nước. Đóng tiền điện. Mẹ em đâu có điện nước thì ra ngoài em tắm. Bây giờ tôi chưa đăng ký. Anh cứ có cái bán ra nên đâu có đăng ký. Để ra ngoài cái nó nói thì lấy mã nó đó thôi. Bữa tôi nhập mã vô mà cũng được. Không, cái đó nó mã mà.
Rồi rồi mới được, hàng trước chưa được, hàng rồi mới được. Ừ, ông nhập mã nè, ông nhập cho tôi có được đâu, còn gì nè, tôi cắt cái phiếu nè. Được, được, được. Được của ông 500 mấy á, bữa tôi nhập vô trong máy tôi nè, 500 mấy á. Hiện lên nè. Hiện lên chưa? 500 mấy á, tôi bấm coi. Vậy hả, tôi bấm coi lại. Dạ, còn lúc mà chưa ấy là nó kêu bà không muốn nữa, đang còn sợ đi. Cắt cái này đúng không, hỏi Trang ơi. Đi đắp giờ thì gán đi đắp giờ chứ đâu, rồi chắc hỏi nha coi em cho nó đắp hai gái không? Hỏi hết quán luôn. Hỏi đi hỏi tôi đi. Đi mày. Lấy còn đâu muốn vỏ không? Anh biết ăn nhiêu chưa? Đầm chì xuống. Trước thì mớ. Nhớ đây chưa? Chưa được nữa án. Trong qua được nữa án. Thank you.